Guten Morgen, good morning, bonjour, hello, welcome to Thái Công TV. Thái Công chào các bạn. Và hôm nay Thái Công welcome các bạn đến nhà Thái Công luôn. Hôm nay là một tập rất là đặc biệt. Thái Công biết các bạn đang chờ tập này rất là lâu rồi. Hôm nay Thái Công sẽ mở cánh cửa này, mời các bạn vô nhà Thái Công xem. So, follow me. Cái house tour hôm nay, Thái Công không chỉ cho các bạn xem cái ngôi nhà hôm nay nó đã ra sao, Thái Công thiết kế gì, sắp xếp màu sắc gì, để nội thất gì ra sao và thay đổi mặt bằng gì trong đây. Thái Công cho các bạn xem luôn trước đó nó sẽ như thế nào. Các bạn có thể là hình dung được cái sự biến hóa, cái sự ảo thuật gia của Thái Công trong không gian thất nó ra sao. Nói tay cái gì vậy chứ? Cũng như Thái Công đang đứng cái chỗ này á, chỗ này là cái chỗ trước đây là cái xe hơi đậu. Và đằng sau lưng mình á, là không phải là chỉ có một cái cửa màu vàng này không đâu. Mà các bạn thấy cái cửa màu vàng đặc biệt không? Thái Công sơn cái tường màu xám mà để cái cửa màu vàng, màu gold ở trong đây nữa. Và trước đó cái cửa màu gold này thì là một cái cửa sắt bằng thép mà nhìn xuyên qua được nữa. Và cái cửa đã mở cho nguyên một cái xe hơi vô đây được. Bởi vì Thái Công đề cao cái sự riêng tư của mình và bích hết cái cửa này lại. Và ai mà bước vô đây á thì cảm giác mình vô một cái thế giới mới. Và Thái Công đã tạo ra một cái hàng cây này để tách biệt cái khu vực hồ bơi và khu vực vô nhà. Và ai vô nhà này cũng rất là ấn tượng. Thì cách đây vài ngày Thái Công cũng mời Di Băng đến nhà đây. Và lúc đó buổi tối thì các bạn thấy buổi tối á, cái không gian đây nó khác buổi sáng. Thì cái đó là cái sự đặc biệt của nhà Thái Công. Buổi sáng không gian nó hoàn toàn khác. Nó tươi, nó rất là fresh, nó rất là xanh. Còn buổi tối thì rất là huyền bí. Hello, lady first. Lâu quá. Hello, hello. Đẹp trai quá ta. Hơi khỏe ha. Welcome. Mời anh, mời vô nhà. Hôm nay đi đến nhà anh Thái Công giống như là đúng đi này. Tham quan một cái resort. Em háo hức quá. Em rất là mong từ nhà lên tới để khi chiêm ngưỡng nhà anh. Anh thích nhất là người sang trọng tới nhà mình, cái nhà mình nó sang theo luôn. Wow. Cảm ơn anh. Vậy là mình đang được khen. Quá hợp luôn á, quá hợp. So. Trong cái thiết kế không gian nội thất thì chúng ta sẽ cần hiểu rất là rõ ngay ngôi nhà mình dùng gì, mình làm cái gì với nó. Thì theo Thái Công, ngôi nhà là một cái chỗ mà chúng ta hưởng thụ cuộc sống, nghỉ dưỡng. Thái Công đề cao cái sự riêng tư rất là nhiều. Thái Công đã thay đổi một cái tí ti rất là nho nhỏ thôi, nhưng mà cái hiệu quả các bạn thấy nó rất là lớn. Thái Công đã đập cái tường này đi. Trước đây là cái tường này, đây là một cái cửa sổ. Và cái lối vô nhà là cái lối vô bên đây. Và mình đi thẳng qua đây, mình đi ngang cái chỗ mình đậu xe hơi, mình thấy luôn cái hồ bơi. Bởi vậy Thái Công phải đập cái tường này đi và mình đi vô cái hướng này. Và cái hướng này Thái Công mới treo cho mình hai cái tấm màn là outdoor curtain. Thật sự cái tấm màn mà treo ngoài trời Thái Công rất là thích. Cái đó là một cái phong cách ở Miami, chỗ khách sạn như là Delano có rất là nhiều treo màn ở ngoài trời. Bởi vì Thái Công nói chừng nào mình có một cái nhà mà cái trần nó cao, mình treo cái màn ngoài trời chắc thật sự là đặc biệt. Thái Công đã đặt cái console chỗ này để tách biệt cái khu vực này với khu vực hồ bơi. Và khách đến đây á, là đi thẳng vô nhà luôn, chứ không có đi vô cái khu vực hồ bơi của mình. Cái đó đã thay đổi cái phong cách sống của ngôi nhà này. Từ bình thường đó, mình ra 40 cái buồng hoa. Giữa cái lỗ này. Dưới đây có cái mái mở xuống đó. Là nguyên cái sân thượng là tới đây luôn. Bên terrace bên đây là cây trồng cao đây. Hiểu không? Coi là em đi vô nhà là em đi vô từ đó em vô đây. Em đi qua cái lỗ này.
Ở đây vẫn trống, là từ trống. Trống thì có lẽ anh xeo chắc hai cái màn gì đó. Cái màn trắng đen như vậy. Cái này thì nó để đây chỉ cái miếng này là terrace. Cái lúc mình ra thì terrace rồi. Cái dừa tùng cái xương nó qua tới mình luôn, mình chọn nhà nó đi theo mình luôn. Anh cho phép em vào trước nha, tại vì em rất là nu mà nhà có hương. Wow. Wow. Bước vào là cái cảm nhận đầu tiên lại là mùi hương. Mùi hương. Có cái ghế để cho em ngồi. Ừ, đó nhìn nó đẹp dễ sợ luôn. Đẹp lắm luôn. Oh my god. Đồng ý luôn đúng không? Yeah. Ok, này anh mix lại cái này, bên đây là nó cổ điển ha. Và hình này, hình anh vẽ, anh vẽ theo anh đi. Hôm nào em với anh cùng vẽ. Ok. Thấy cái đèn bằng con chim. À, bằng lông chim nghe đẹp quá. Giống như cái áo đầm của Chanel vậy ha. Cái chân con chim. Cái chân con chim luôn. Đã quá. Cái bình đẹp quá. Cái bình này, cái tủ này giống như cái mặt của ông Louis 14 á. Cái đề tài anh cứ vô. Ôi, em thấy cái này quen lắm. Cái này anh có dùng cho Park Villa phòng ngủ. Đó là em thấy quen, em nhớ là em thấy ở đâu rồi. Dạ. Phòng ngủ anh sẽ dùng một cặp ở trong Park Villa. Cái sảnh vô nhà thì giống như là một cái card visit của chủ nhà. Bị khách đến nhà là cái đầu tiên người ta thấy là người ta bước vô cái sảnh. Và cái sảnh này nó mới tách biệt là những cái không gian ở đằng sau. Thì trước đây cái nhà này không có cái sảnh, Thái Công phải tạo ra một cái bức tường này. Và trước đây mình vô đây là mình nhìn thẳng hết nguyên cái ngôi nhà. Thì các bạn xem cái layout cũ ra sao. Cái này mà anh nghĩ hoài nghĩ không ra luôn em. Không biết cái nhà đã xây cái kiểu mà nó vô nhà anh không nghĩ ra được luôn. Nếu em ngồi đây là thấy cái phòng vệ sinh anh thấy không? Nếu mà giờ anh để cái chiếc sofa ở đây á. Sofa ở đây á. Thì cái đó đi vô đây thì anh muốn là để cái sofa ở đây. Dạ. Một cái sofa ở đây là đúng không? Rồi mình vô đây mình coi TV. Đẩy quá nhiều quá. Đẩy quá nhiều. Chứ. Còn ngược lại nếu bây giờ anh bích cái lỗ này đi á. Mà anh vô cái bên vô cửa bên đây á thì là anh chạy vô anh được khách vô nguyên cái bộ sofa luôn. Anh đang ngồi xem TV anh đi ngang. Đi ngang TV cũng không được nữa. Còn nếu mà anh làm cái cửa vô chính giữa đó thì á là không có đi TV được. Thì cái đi vô đây cái vô đây luôn. Còn anh để hai cái mà lỏng như vậy á thì cái tường đấy nó nhỏ và vô không có được bít cái vệ sinh này. So. Còn anh nghĩ hoài. Cái chỗ này rất là khó luôn. Tại cái chỗ này là em đi vô đây là quá kỳ. Mà cái chỗ này rất là bự nữa. Chỗ này rất là bự nữa, không biết làm cái chỗ này làm cái gì luôn. Đây chỗ cầu thang ở đây, mà nếu mà để cái xô và khai sát ở đây. Cái tự nhiên em dư một khúc cái chỗ này. Mà dư chỗ này có thể là em để một cái bàn viết hay là cái tủ này. Nhưng mà thật sự là không có xài không gian này. Em đứng em dùng qua thấy không? Đó là cái chỗ đó, mà cái sofa mà em để là không có đóng thì là thấy lúc là vệ sinh. Mà nếu mà đây là cái chỗ bàn ăn đây. Bàn ăn này em tương tự mình ngồi đây bàn ăn mà cái người lại đi vệ sinh mở cửa ra là thấy cái vệ sinh. Quá xấu. Vô đây thì cái này là cái bức tường mình xây ở đây, bích lại, đúng không? Một mỏng thôi đâu có thấy cái gì vậy. Thì cái chỗ này mình để cũng cái sai bỏ ra. Thì vô đây là ta cảm giác là người ta vô cái sảnh trước, sai bỏ hết. Thì cái phòng vệ sinh ở đây thì vô đây rửa tay đi vệ sinh. Được cũng tiện. Đúng không? Rồi cái xong rồi mới đi tới đây đập cái tường này đi. Cái tường này bỏ đi thì cái tường này nó cũng bự ra. Thì cái lỗ này nó cũng bự ra cũng ok. Lỗ vô đây ha. So, mình xây cái tường này nó ốm lại. Dạ, 10 phân. 10 phân. Đập hết cái này mình bỏ nguyên cái cành này đi. Cành đi xong rồi mình mới xích vô cái vô đây. Thế là bây giờ cái lỗ ở đây á là nó cách ở đây. Nó càng sâu trong đây càng tốt. Mà trước khi chúng ta nói chi tiết vô cái phòng này và vô những phòng khác, Thái Công dẫn các bạn đi ra ngoài vườn trước. Các bạn có thấy nó giống cái resort không? Nếu mình đi resort mà mình mướn được một cái phòng này có thể trong resort người ta gọi là pool villa.
có là một cái villa, có cái hồ bơi cho ông là pool villa, mà cái resort đó một đêm có thể là tới mấy ngàn đô la một đêm, đúng không? Bởi vì Thái Công đang thiết kế cái nhà của mình giống như mình ở trong một cái resort, quá sướng. Thì trước đây Thái Công cũng đã nói rồi là cái chỗ này là cái chỗ để xa hơi, và cái hồ bơi này cũng đã có sẵn. Nhưng mà hồ bơi á, các bạn xem cái hình cũ đi, trời, không có tưởng tượng được, nó không có một hứng thú nào để mình bơi hết trơn á. Thứ nhất là Thái Công không có thích cái sàn đá trước đây, chứ người ta lót cái đàn đá và chung cái dành của hồ bơi là nó có mấy cái khung sắt mà nước nó trào lên vô đó. Thì các bạn thấy cái không gian này nó thay đổi, đầu tiên nhiều nhất là Thái Công đã thay đổi cái sàn này thành một cái sàn gỗ. Cái sàn gỗ này ngoài trời rất là đẹp, các bạn thấy nó ấm cúng hơn nhiều. Và đặc biệt nhất là Thái Công đã sắp cái sàn gỗ này nó sát cho hồ bơi luôn, nó sẽ bít luôn cái chỗ mà nước nó trào qua đó, nó đã nằm ở dưới đó. Và là mình thay đổi một chút xíu kỹ thuật và cái không gian nó hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà trước đây á, cái hồ bơi này á, cũng không có chỗ mà để phơi nắng để nằm, vì cái vị trí này á, thì nó rất là ốm. Và đằng sau lưng Thái Công á, chỗ đây nó cũng ốm luôn, vì cái chỗ mà cái màn á, cái chỗ đó là cái hàng cây đó, thì Thái Công mới dời cái hàng cây này nó lui lại để mình tạo ra cái chiều sâu cái chỗ này. Và cái chỗ này nó ốm, mình không để được một cái ghế nằm được nữa, Thái Công mới tạo ra một cái đảo. Và cái đảo đó nó cũng là một cái điểm nhấn ở trong cái khu vực hồ bơi này. Các bạn thấy không? Có nghĩa là thay đổi vài cái tí ti thôi, nhưng mà không gian đã thay đổi. Mình phải tận dụng những cái gì mình đang có ở trên tay, dùng cái không gian nó đang có sẵn mà mình biến chế nó lại thành một cái công năng sử dụng nó hợp lý hơn. Cái đó là cái công việc của Thái Công làm biết bao nhiêu năm nay. Đây là cái chỗ mà Thái Công rất là thích ngồi buổi sáng, thức dậy đem tách cà phê ra và ngồi đây hưởng thụ buổi sáng, không khí Việt Nam. Và cái chỗ này buổi tối cũng rất là đặc biệt. Cách đây vài ngày, Di Băng đến nhà Thái Công và cái chỗ này Thái Công set up một cái bàn với champagne, và buổi tối cái đèn chùm này ở ngoài trời rất là lung linh. Thái Công có chuẩn bị một ly champagne, mình dùng ở ngoài vườn trước nhé. Yeah. Rồi. Ủa? Hôm nay là ngày đặc biệt, mình uống champagne đặc biệt. Mình chào mừng là 6 tháng mình mới được gặp lại nhau. Yeah. Lâu quá. Lâu quá ha. Lâu, bao nhiêu? 6 tháng. 6 tháng là nửa năm rồi đó. Biết anh là ai không? Anh là nhà thiết kế nhà em đây. Quên rồi. Quên rồi đúng không? Yeah. Anh đi chơi với anh Duy Huy cũng làm việc mỗi ngày, team của anh là cũng làm ở nhà, bẻ nhà cho em mỗi em ngày. Em coi clip anh cũng mệt mỏi mỗi ngày. Yeah. Coi coi. Muốn cho anh nổ không? Cho anh chút xíu vui vui. Nổ đi, xíu nổ đi anh, nổ đi. Nổ. Chứ kêu có tiếng động rồi. Dạ. Chào em. Wow. Wow. Cái chai đẹp. Thank you.
Huy quay về vui vẻ, vui vẻ, tâm trạng thoải mái để vẽ nhà em thiệt đẹp là for sure rồi đó. Yeah, và vô đây chúng ta bắt đầu tiếp tục room tour trong nhà. Thay Công đã tạo ra đây là một cái sảnh, một cái hành lang vô nhà. Có nghĩa là cái này để cho khách vô đây người ta ngừng lại. Có thể là người ta để cái túi sách vô cũng được, người ta cởi giày ra cũng được. Không, nhưng mà nhà Thái Công không có cần cởi giày nha. Khách tới đây là mang giày được hết. Thái Công mới tạo ra cái tường này, không có nhìn vô cái phòng khách của mình. Và mình ngồi ở trong chổng mình thấy nó cũng rất là ấm cúng. Và một tiện nghi nữa đó là cái tường này nó che được cái phòng vệ sinh. Trước đây cũng có phòng vệ sinh nữa. Và bây giờ mình coi cái phòng vệ sinh ra sao nhé. Thì cái phòng vệ sinh á, trước đây cũng có. Đầu tiên Thái Công thay cánh cửa đi và làm một cái cánh cửa gọi là cánh cửa bí mật. Vì nhiều khi á, cái chỗ này mình không có muốn thấy cánh cửa. Vậy Thái Công dùng cái cánh cửa này mà mình dán luôn giấy dán tường ở trên đây. Và giấy dán tường này cũng rất là đặc biệt, Thái Công nhập bên Ý về. Và nhiều công trình đặc biệt Thái Công thường dùng giấy dán tường này lắm. Nó có đủ màu hết trơn, nó có màu đen, nó có màu bạc. Và đây là Thái Công dùng một cái màu gold. Và cái màu gold này nó hợp luôn cái tủ Louis 14 này. Và mình bước vô đây thì mình bước vô một cái phòng powder room. Powder room là cái phòng để khách đến đây có thể là người ta rửa tay, người ta fresh up được, người ta đi vệ sinh cũng được. Nhưng mà quan trọng không có một cái giòi tắm đứng ở trong đây. Thì trước đây cái nhà này có một cái giòi tắm đứng ở trong đây nữa và có thêm một cái cửa sổ nhìn ra khá xấu. Cái cửa sổ nhỏ nhỏ này Thái Công bịt hết lại và làm một cái miếng gương rất là to. Bởi mình vô mà thấy oh wow. Thì bữa là Di Băng mà mưa kêu đây cũng hết hồn, thấy wow, không ngờ một cái phòng mà powder room nho nhỏ như vậy lại mình cải tạo lại mà nó duyên dáng mà nó đẹp như vậy. Cái phòng vệ sinh này anh tính đặt bỏ hết, anh làm lại luôn, mở cửa vô nguyên phòng đẹp hết, có đèn nó lắm, được ha, gương em đứng đây sẽ thấy nó rộng nè, cảm giác nó rộng nè, nhớ gì cái trần cũng đen luôn. Hạ thấp xuống ánh sáng này chung quanh cái dần cùng hiện tượng hạ sơn cùng bán đen luôn. Dạ. Yeah. Tường tranh nó cỡ này nè. Vậy sao có điện? Vậy có điện người ta chấm điện hiện đại một cái hình cái khung bằng vàng vậy đó. Cứ cho cái đèn tranh đi là anh tính cái hình gọi điện vào cho. Ở đây nha. Tính anh lấy đèn tranh chỗ này cũng đang cao trên đèn cao nữa. Nhân đèn cao. 22. 22. Được rồi. 22 là bao nhiêu? Anh khung cái hình đúng không? Anh cứ đang khung cái khung hình mình treo ấy. Không. Chắc lạ. Lạ, không ai treo cái bức tranh bự quá. Đó, cũng vào hả? Móc nhà anh mới vô cũng có cái phòng y chang luôn, đẹp lắm luôn á. Tranh. Có thôi thôi xin tranh. Sao lại tưởng tượng được ta lấy có một bức tranh quá đẹp, thơm quá, quá thơm, quá sang, phòng vệ sinh mà nước hoa, đúng rồi. Rồi nến, rồi tranh, ôi nghệ thuật quá. Hồi trước đó cái phòng vệ sinh này em tưởng tượng mà cái này là đó là phòng khách, mà mình tự nhiên phòng khách mình dòm thẳng vô cái mình vô cái phòng vệ sinh đây, em thấy nó rất là vô duyên không? Vì anh tạo ra một cái bức tường này nó đã nó thả giúp đỡ cái không gian mình sang trọng rồi, có là chưa biết nó màu sắc là sao, nhưng mà ngồi phòng khách á. Mà dòm cái vòng bồn cầu thì không bao giờ sang được. Thì cái đó là anh thiết kế cho em á, tất cả mỗi phòng nó có lớp, có lan. Và Thái Công có thêm một cái cánh cửa bí mật nữa là cái chỗ này. Mở ra là một cái tủ dài Thái Công đã giấu được ở trong đây. Và trước đây á, đằng sau đây là một cái phòng cho giúp việc. Và Thái Công đã bích lại. Và cái giúp việc á, cũng còn thì Thái Công chỉ là một cái kho thôi. Vì giúp việc được ngủ ở trên lầu trong nhà luôn chứ không phải ngủ một cái phòng có ti tiên trong đây. Nhưng mà cái phòng thành một cái kho và đằng sau có thêm một cánh cửa và cánh cửa đó mở ra được. Nếu mà giúp việc muốn đánh giày đó thì không có cần lấy giày trực tiếp ngoài đây mà mở cửa ra là lấy đằng sau lấy tới lấy giày và đánh giày. Thái Công huy xong rồi đó thì mới bỏ vô đây lại. Đó là cũng một cái phong cách thiết kế nhưng mà không phải là thiết kế không mà đây là phong cách thiết kế lối sống. Rồi vì bàn nhà Thái Công như là cái khung này mới là gây cứng này. Giống như anh Vũ vậy đó, phải cởi ra cao hoài cao trong cái từ lớp từ lớp chứ không có vô thấy và tẹt liền phải, phải có câu chuyện với khách qua nhà mình là tự nhiên cái mở ra cái vô nhà cái thấy liền lập tức đúng không? Vì anh với vì bàn mở cái cửa ra nha. Okay, bây giờ mình đi vô phòng khách anh đây.
À. Em sẽ xoay một phiến đường. Yeah. Quá đẹp. Nhưng mà bây giờ em lại nôn cái nhà của em. Vậy còn lâu hả? Bao nhiêu lâu ta? Còn phải một năm mấy hai năm. Mấy hai năm. Chắc cố gắng một năm rưỡi là cuối năm sau là xong. Dạ. Yeah. 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 Lúc đó em già thêm một tí. Đi qua khỏi. Cái tủ để đồ luôn nha. Rồi đây đi ha. Dạ. Yeah. Hôm nay anh sẽ nấu ăn cho Di Băng. Dễ anh gì được như vậy. Nãy em mới khoe với anh Vũ anh thấy công nấu ăn nó ăn cho em hiếm lắm rồi nha. Thấy công với Huy là người nào quý lắm á, ra tay nấu ăn đó. Cảm ơn. Đi ăn nhà hàng ai ăn không được đúng không? Em cứ nghĩ là hôm nay em được anh mời em đi ăn nhà hàng, nhưng mà khi mà em nghe anh mời về nhà mà anh nấu cho em ăn là dạ. Wow, rất là bất ngờ luôn. Cảm ơn trước nha. Dạ. Anh cảm nhiều với mình. Nhưng mà chắc một chút xíu nhờ anh Vũ lấy cái con dao để cắt cái con tôm hùm nó còn sống nha. Anh Vũ phải cắt nó còn sống, phải cắt nó ra. Anh Vũ hả? Dám làm? Dạ được, được. Với lại hôm nay anh thấy con muốn tự nấu để mình ăn trong nhà cho nó thoải mái. Chứ còn đầu bếp ở nhà cũng có, nhưng mà anh thấy con thích tự nấu. Thì anh không có tin về phong thủy, nhưng mà thí dụ mình cái người nào mà người ta nấu ăn á, mà cái chung trong tâm trạng người ta không có tốt á, nó anh nghĩ nó cũng vô cái đoạn của mình. Đúng, đồ ăn nấu ra nghe mùi hằn học anh. Bây giờ hôm nay đang vui nên là mình sẽ nấu đồ ăn. Anh nấu sao ra nghe mùi yêu thương nha. Yêu thương là đề tài của anh mà. Đề tài tình yêu. Rồi ở nhà là anh Vũ nấu cho em ăn thôi. Vậy hả? Nên em không có biết nấu ăn. Một tí anh Vũ sẽ phụ anh. Hy vọng hôm nay anh nấu hai ngã ngọt. Sàn đang rất là nôn. Dạ. Cheers. Đang chọn cái màu này nè, thấy được không? Thấy cái màu nào được hơn, màu này được không? Cái này xám đen, cái này là xám, đó cái này là nâu nè. Màu này thích màu này hay màu này? Màu này em thấy màu này đẹp nè. Được hơn nhạt thì có vẻ này hơi. Màu này mà anh chê nữa thì thôi luôn. Quá đẹp. Màu chê nó khô rồi. Hay là em muốn làm cho nó mát cái sao? Chỉ cái đen chỗ này thôi. Em muốn nó người ta mình ngạc nhiên một cái hơn. Vô đây nha, bụp, màu đen này. Rồi cái đen này nó sẽ lặp lại. Hay là nó chỉ là một block thôi. Nó chỉ là một cái element thôi. Tường đó là nó phải đi chung với cái màu tường này, cái tường này, tường này và tường này. Cái tủ một cái tủ là màu này. Rồi cái bàn ăn. Đây bàn ăn. Cái này da con ngựa. Da ngựa. Wow. Cái này em mới thấy cái này luôn này. Cái này cái nó hơi nhiều, cái bông nó hơi sâu á. Mình vô nhà đây mình vô đây mình chưa đứng đây rồi mình thấy nó mình đậu qua đây. Rồi. Kết thúc đây. Rồi các em đổi hướng qua đây tiếp tục. Thank you.
Thấy không, rất là thích cái không gian thông tầng cái chỗ này. Mà ngộ một cái là trước đây cái thông tầng chỗ này là cái góc đó là một cái cửa sổ, và đối diện cũng một cái cửa sổ luôn, hai cửa sổ dòm vô cái thông tầng này. Thấy không, thấy rất là vô lý. Bởi vậy thấy không đó, bịt nó lại và treo một cái tấm hình rất là bự của Fritz Lang, một cái phim khoa học giả tưởng mà rất là xưa. Và thấy không, thấy cái poster này á, nó rất phù hợp ngay cái chỗ này. Và dưới đây thì Thái Công treo cái TV của Samsung 8K 85 inch. Mà nếu mình không xem phim nó như là một cái tấm hình, thì đây là một cái tấm hình của phim James Bond, phim của Goldfinger. Dạ, James Bond là cũng một cái đề tài trong nội thất Thái Công. Các bạn thấy rất là nhiều, vì James Bond rất là quyền lực, rất là sexy, rất là thông minh, trí tuệ. Và cái không gian nội thất của James Bond lúc nào cũng rất là lộng lẫy. Yeah. Và đây cũng là một diễn viên James Bond rất là nổi tiếng, ông Roger Moore, đóng phim thập niên 70 rất là nhiều, tới 80 luôn. Cái đề tài trong nhà Thái Công, trong khu vực này Thái Công treo rất là nhiều poster của phim điện ảnh. Ở bên đây là Kill Bill, Thái Công rất là thích phim điện ảnh. Và tất cả những cái element nào mà trong phim điện ảnh thì Thái Công sắp xếp trong cái không gian của mình hôm nay. Hôm nay có nghĩa là hôm nay, ngay giây phút này, có thể là ngày mai nó đã khác rồi. Vậy Thái Công dùng những mấy cái element này là một cái trang trí, một cái thời điểm Thái Công đang thích, đây là phim điện ảnh đi. Thái Công cũng thay đổi thường xuyên, cũng như là màu sắc hay là vật liệu trên cái tường của mình. Trước đây là lúc mà Duy Băng đến là Thái Công còn chưa có giấy dán tường nữa. Bây giờ mình mới dùng cái giấy dán tường này, cái màu xám rất là đậm. Dạ, yeah, các bạn thấy một cái không gian mà nó ổn định như là cái mặt bằng á, nó đúng rồi, mà cái vị trí mình á, bắt đầu mình sẽ thay đổi một chút cái này, một chút cái kia, nó cũng đem đến một cái không gian rất là hấp dẫn. Đáng lẽ là Thái Công làm cái room tour này rất là lâu rồi, nhưng bây giờ Thái Công mới làm. Trước đây cái nhà nó cũng hơi khác một chút nữa. Thái Công nói nếu mà chắc bây giờ mình không làm cái room tour, chắc là cái kiểu này nó cũng không còn nữa, ngày mốt nó thành kiểu khác. Bởi vậy các bạn nha, nhớ bấm nút subscribe và follow Thái Công, có thể cái ngôi nhà này nó sẽ biến kiểu khác tiếp tục. Four Seasons. Yeah. Mấy bữa mình xem ở trong Cooking Home ở New York anh. So các bạn thấy cái góc này là cái góc mà vừa
thư viện nhỏ của mình đúng không em? Dạ, để hết tất cả những cái sách về nghệ thuật hay là photography ở đây. Em thích một cái phòng mà toàn là sách không, một cái thư viện không không? Hay là em thích kiểu mà nó giống vậy hơn? Thì nếu mà những cái nhà mà có không gian thì nếu mà một có một cái thư viện không thì vô mình đọc sách, mình làm việc cũng được. Nhưng mà nếu không thì em thấy một cái góc này em thấy cũng thoải mái. Ví dụ như em với anh cũng thích hay xài laptop mà làm việc nhẹ nhẹ ở đây thì em thấy cũng không có cần phải vô một cái phòng, thấy nó nặng nề. Và thấy cái không gian này là chỉ có Thái Công với Huy ở thôi. Thì với lại là nếu mà một cái không gian nhiều người ở cùng một lúc hoặc là hay có tiệc tùng á, thì nếu mà cái cầu thang ngay cái phòng khách như vậy thì sẽ hơi phiền. Bởi các bạn thấy những cái thiết kế của Thái Công á, nó từ một cái trải nghiệm của mình, một cái kinh nghiệm của mình. Có thể là mình thấy cái đó bất tiện, mình ở trong cái không gian mình thấy mình bất tiện, cái mình mới thiết kế cho người khách nó tiện nghi hơn. Dạ. Yeah. Yeah. Thôi, trước đây là chỗ một cái gầm cầu thang, anh thấy nó xấu sao, nó mình không biết mình làm gì bên nó. Dạ, yeah, mà em thấy khi mà anh bít cái tường này lại và để một cái máy lạnh ở trong thì thấy quá tuyệt vời. Em thấy anh không có dán hết nguyên cái cầu thang mà anh chừa lại cái chân cầu thang để mình thấy cái phọt cầu thang nó đều ở trên đây luôn, mình yeah. Nhìn vô. Chứ không thôi mà mình dán hết cầu thang này á là tự nhiên mình tưởng giống như là người nào xuống đây là bay xuống vậy đó. Bởi vì những cái chi tiết nhỏ nhỏ này làm những cái góc này nó trở nên rất là ấm cúng. Yeah. Và ở bên đây thì anh Thái Công cũng để thêm một cái kệ để sách. Yeah, và nó giống như là một cái tường mà nó ngăn cái ghế sofa, là em thấy là nó rất là hợp lý chứ không thôi nhìn nó sẽ rất là bị trơ cái chỗ này. Nó thành một cục này đúng không? Yeah. Với đằng sau lưng sofa nếu mà nó đủ diện tích đó các bạn, thêm một cái sideboard, một cái console. Yeah. Nó rất là đẹp, nó ngăn được chứ như là phòng khách với phòng ăn cũng được nữa. Yeah. Cái là một cái decor tip cho các bạn. Và cái chỗ này sách là giống như là anh cũng gọi là sách buffet á. Yeah. Bên đây mình mở ra rồi mình coi, rồi cái mình để lên trên bàn đây cũng được nữa. Và cả ngày mình có ý tưởng nhiều mới. Vậy cái góc này anh thấy rất là thích luôn. Yeah. Yeah. Nếu mà mình làm cái nghề thiết kế nội thất, mình có cơ hội mình cứ thay đổi nhà mình hoài. Ví dụ như mình hôm nay mình không thích màu này, mình đổi màu khác. Hoặc là mấy bữa anh có sơn, màu cũng rất là đẹp, nhưng mà giờ anh muốn thì dán tường lên. Ông mới đầu anh cũng định dán mà anh hơi làm biếng. Yeah. Tại vì thật sự cái dán cái này em thấy cái ngôi nhà này cái sự khó khăn là nó dính theo hết. Có là mình dán ở đây và nó liền qua cầu thang, rồi cầu thang nó lên tới lầu 1, lên tới lầu 2, nó lên hết nguyên cầu thang luôn, nó không có một cái chỗ kết thúc á. Bởi vì giấy dán này là rất là nhiều mà phải đi hết nguyên một cái nhà luôn á. Yeah. Và bữa nay mình mới bỏ công sức ra mình dán. Nhưng mà em thấy dán xong đẹp hơn hẳn. Tiếng Việt có câu là nhà may mặc áo rách. Có nghĩa là người ta may quần áo cho người khác, không có thời gian nói mà may cho mình luôn. Bởi vì cuối cùng nhà may mặc áo rách hay là người đóng giày mang giày xấu đúng không? Thì mình là thiết kế thất, mình làm rất là nhiều nhà cho người ta, thật sự bỏ rất công sức. Mà cuối cùng nhà mình cũng phải bỏ thời gian ra, mình làm cũng khá nhiều. Dạ, tại vì anh là đam mê sống trong những cái không gian đẹp từ nhỏ đến giờ rồi. Tất nhiên là không thể nào mà sống trong một cái không gian xấu được. Vậy không, từ đó thành cái nghề của anh luôn, có nghĩa là anh đam mê làm nhà cho mình đẹp, phải không? Và từ đó nó mới phát triển ra cái nghề của anh luôn. Rồi bởi vì không phải lúc nào cũng là nhà máy áo rách hay là nhà thiết kế thất ở nhà xấu nha. Anh thấy ở cái nhà xấu cũng khó nha, thì anh nghĩ là cái thẩm mỹ á, mình phải đem đến cho khách hàng, mình phải trải nghiệm rất là nhiều, mình ở trong không gian này mình biết cái sự tinh tế mình phải xài chứ mình mới tư vấn được chứ, đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì em thấy là có nhiều khi bây giờ nó không còn là một cái nghề nữa mà anh đem những cái trải nghiệm của anh đến cho khách hàng, nên là trong cái cuộc sống hàng ngày của mình mỗi ngày nó phải là như vậy thì anh mới đem đến được những cái lời tư vấn cho khách hàng được. Yeah. Anh biết trong cái giai đoạn này là anh sướng nhất trong cái nghề nghiệp của anh luôn á. Trước đây mình cũng phải làm cái gì mình cũng không thích lắm, tiền khách hàng ta đòi hỏi, nhưng mà tới giai đoạn hôm nay là mình chọn khách hàng hợp với mình làm những cái công trình cực kỳ đẹp mà khách hàng cũng rất là dễ thương. Yeah. Và mà anh muốn làm sao anh làm, ăn thua là khách hàng nói Thái Công thích là tôi cũng sẽ thích. Bởi vì tới cái giai đoạn này giống như là một cái người họa sĩ mà người ta chỉ vẽ hình xong rồi ai thích mua, không thích thì thôi. Dạ. Yeah. Thì nó cũng
bao nhiêu năm kinh nghiệm của anh rồi, gần hơn 20 mấy năm rồi thì nó mới được như vậy chứ. Anh trải qua rất là nhiều. Có nghĩa là em tưởng tượng lúc mà bên Đức anh mở một cái tiệm, anh bán bắt đầu một cái đèn chỉ có $300 thôi. Bây giờ mình bán cái đèn tới $3,000, cái đèn $30,000 cũng có nữa. Đó là từ một cái giai đoạn mà tới lên đó đâu phải là chuyện dễ, đúng không? Hồi cách đây mấy chục năm trước mà anh bán một cái đèn $3,000 là không biết ai mà mua luôn á. Bởi mình chưa có cái sự tin tưởng cho khách hàng, chưa có cái tiệm, cái trang trí nó làm sao, có là phải cần rất là nhiều thời gian. Hay là những mấy cái chén dĩa hồi xưa anh bán, anh biết không, có $3 một cái ly thôi, $3 một cái dĩa thôi. Hôm nay một cái ly mình tới $300. Dạ, thì nói chung là cái gì nó cũng phải cần có thời gian và cần có một cái quá trình. Tôi chắc là hai người muốn xem phòng ngủ thấy không không? Đi anh ơi, đi liền anh ơi. Nồng quá, nồng quá. Xem phòng ngủ xong mới được ăn nha. Okay. Em lên cái tầng này á, thì em thấy cái khu vực này nó nhỏ. Nếu như một cái nhà khác của một cái nhà thiết kế hoặc người thiết kế khác thì tôi chắc là người ta trang trí cái bàn trang trí này như anh. Thì nhỏ quá thì thường thường cùng lắm là cái ghế ngồi chơi, hoặc là cùng lắm mấy chỗ bông lấy góc vậy thôi. Nhưng mà anh hoặc là có nhiều người ta sẽ để trống luôn. Để trống luôn. Để trống luôn. Là một cái đường đi bình thường qua lại giữa hai phòng lên xuống, nhưng mà anh thấy công cho cái bàn trang trí như này em thấy rất là hay luôn á. Em nói chưa có chỗ nào có thể làm giống vậy. Rất là nhiều sách, đủ đề tài luôn. Ông thấy anh có một cái tật là anh không có thích để sách đứng, anh thích để sách nằm. Mà cái này giống như là cái bàn buffet vậy đó, buffet sách vậy đó. Buffet sách như khi anh thức dậy sáng sáng anh muốn lật sách đi ra, thì nhiều khi anh sách này anh để mở vậy luôn. Nhiều khi anh mở một dòng, khi mà anh thích một cái đề tài nào vậy đó, mà khi đề tài anh để dành cái dòng 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 anh xem lại coi cái một cái đề tài nào anh đang thích vậy đó, nó làm cái không khí cho mình. Tức là vừa trang trí nhưng mà vừa có thể công năng để mình sử dụng luôn. Không phải là một cái lối đi thông thường, mà là một cái để mình có thể sử dụng được cái công năng. Mà một chỗ cho em chụp hình. Hay. Vậy ra cũng ra có hình đẹp rồi. So, bây giờ mình lên xây một tầng nữa mới lên phòng ngủ. Y bắn. Đây 10 năm trước Thái Công cũng dùng cái giường này cho phòng ngủ của mình. Các bạn cũng thấy Thái Công cũng pha trộn vừa cổ điển và gì hiện đại. Cái giường này là hiện đại nhưng mà Thái Công kết hợp với một cái đèn cổ điển. Cái đèn này nó đi theo Thái Công cũng mười mấy năm luôn rồi đó. Trước đó là ở nhà Tú Sương, Thái Công dùng cái đèn này để chỗ hành lang, và đem về đây thì Thái Công đem vô phòng ngủ của mình. Có cái đèn đẹp quá hả anh? Đẹp hả? Đẹp. Cái này gọi là những cái đèn cổ điển mà timeless luôn. Anh thấy công dùng có lẽ là những cái công trình 10 năm trước mà bây giờ vẫn dùng và vẫn đẹp. Đẹp quá. À. Theo thời gian luôn. Dạ, nó không có mình không có lỗi thời luôn. Cái công ty đó cũng có cả trăm năm nay rồi. Và cái phọt nó là từ xưa tới giờ. Cái đèn này là quá đẹp. Iconic của anh thấy công. Những công trình là đỉnh cao là đèn có công trình. Vậy, vậy hả? Wow. Vậy em có không? Chắc có. 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 Còn cái phòng ngủ, thấy phòng ngủ đâu phải là cái giường không đâu. Cô Nhi Văn qua bên cái bên kia ngồi. Cho em lại ngồi nha anh. Và trước đây cái chỗ Thái Công ngồi đây là ở ngoài một cái sân thượng. Ở sân thượng ở Việt Nam thấy vậy chứ mà rất là nóng, cũng rất là ít ngồi. Và ngược lại thì nhà Thái Công có cái hồ bơi, có cái vườn ở dưới rồi, bởi vì không cần cái sân thượng này. Thái Công mới quyết định là bích cái này lại và tạo ra cái phòng ngủ nó bự hơn nữa. Mình ưu tiên cái phòng ngủ rất là bự, Thái Công rất là thích phòng ngủ. Thank you.
xuống. Anh đập bỏ cái này luôn. Anh xây nguyên cái bột kiến ở đây, sát sàn. Ở ngoài đây là tường, tường. Rồi, ở đây kiến. Kiến sát sàn luôn, miếng kiến bự bự bự. Ở đây anh có một cái cột. Cái cột này được chia ra làm sao mà nó bự thành hai cái lỗ hai bên nó bằng nhau. Đóng cửa lại, có mấy cái xà đây, có cái nghe cái cửa anh có cái cột đèn sao được. Cái cảnh tránh mà. Thì sao anh thích cái đó luôn? Nó là một cái hai cái miếng Makasa rất là bự ở đây nè. Lúc mà nằm trên giường rồi á, thì anh mới tắt mấy cái đèn, anh không cần mở nữa, anh chỉ còn xài đèn bàn thôi à. Phong cách cái phòng này giống như cái phòng ngủ thai công hơn 10 năm trước, cũng dài ra một bên cũng có một cái khu vực khu thư giãn, và bên đây là cái giường. Nhìn giống thật luôn á. Mình không nghĩ đến mà lúc thai công làm ra, sau đó mình mới thấy ủa sao nó giống. Bởi vậy nhiều người mới nói là phong cách thai công là phong cách timeless, không bao lỗi thời, nó cứ mãi mãi như vậy hoài. Nó cũng là khá bự, mà cái bức tường này thái công còn làm thêm một cái miếng gương cực kỳ to, nguyên bức tường luôn. Thì nếu mà ai bước vô phòng ngủ này không biết cái phòng này nó kết thúc ở đâu nữa. Giống như là thái công như là ảo thuật gia, nó không biến cái phòng nó còn to hơn nữa. Cái bàn biếc này nó cũng đi theo thái công cũng lâu lắm rồi. Thái công có bàn biếc này hơn mười mấy năm. Trong cái penthouse thái công ở bên Đức á, là đã có cái bàn biếc này, và thái công đem cái bàn biếc này về Việt Nam luôn. Thì cái bàn biếc này là phong cách của Jean-Michel Franck. Nguyên cái bàn biếc này bọc da cá đuối, và cái tay cầm ở trên này làm bằng bone, bằng xương bò, rất là đẹp. Cái bàn này là phong cách 1930-40. Thật sự mình nhìn nó rất là hiện đại, nhưng mà nó là phong cách rất là Art Deco. Sao Art Deco đó, đúng là phong cách của Jean-Michel Franck. Đây là cái tay cầm bằng sừng trâu nhập bên Ý về. Cái này thái công cũng dùng cho công trình spa apartment, tất cả cửa bên bển là dùng tay cầm này hết. Không biết anh ta lắp cái này hết. Mày thấy cái pantry dễ thương không? Dạ, có nhiều người thiết kế đâu nghĩ đến cái này. Em không nghĩ, em nghĩ đây là, nãy giờ em nghĩ đây là toilet. Toilet riêng trong phòng á. Toilet đâu nằm đây ngủ. Bây giờ cho em coi toilet. À vậy hả? Bây giờ là toilet. Toilet này, toilet đâu đây? Toilet cái cửa không? Toilet cái cửa. Em nghĩ là toilet ở đây. Em đố anh cái toilet cửa nó nằm đâu? Trời ơi, đâu có gì để kiếm. Vậy hả? À đúng không? Ok, bây giờ cho mọi người coi cái toilet nha. Ok. Ok, ở đây là khu vực phòng tắm. Wow. Lung linh luôn. Đẹp quá. Wow. Rất là đẹp. Trước đây á, cái chỗ này là cái cửa vô phòng ngủ. Bây thái công mới bích cái cửa này lại và tạo ra một cái cửa đôi
rất là bự ở bên đây. Và cái cửa này mình mở ra thì mình mở ra trực tiếp qua bên phòng ngủ. Và nếu mà Thái Công tắm á, không cần nhất thiết đóng cái cửa này lại, vì đây là phòng ngủ với phòng tắm nó kết nối với nhau. Có thể là mình mở cái cửa này rất là to ra và mình tắm ở trong đây, mình nhìn qua phòng ngủ rất là đẹp. Bạn vô đây cái bồn cầu rồi là đóng cửa lại là không, người khác không có lavabo được, không có tắm đứng được, không có xài được hết. Một người xài là người kia không xài được. Một người ngồi trong đây là không có ai dùng, là nguyên cái này bí là hết, mà xây hai cái đây làm chi nữa. Bây giờ anh có cái phương pháp á, bây giờ là anh ngăn cái tường chỗ này, anh tập bỏ cái này đi. Tập cái này là chia ra làm hai thôi em. Cái là một bên là một cái vô vệ sinh rất là bự, và ở bên đây là một cái tắm đứng. Nếu muốn thì hai người tắm đứng một lượt luôn. Ở đây. Và cái bồn tắm để chỗ này. Cái chính ở đây luôn. Cái bồn tắm. Bồn tắm ở đây. Cái lavabo đây. Hết. Ở cái phòng thay đồ. Đó, ở đó. Good. Cái cửa sổ này anh vít luôn ha. Vít luôn. Dạ. Mình giữ lên cái này luôn, vít cao phía trong thôi. Dạ. Thảo cái này không? Cái này bít, thì cái này bít lại, cái này ra cái miếng kính nhìn ở ngoài này, bên kia nhìn cái bức đây, cái bức tường. Một tấm đây đẹp không? Cái nhà này gì mà anh chỉ chân, anh chỉ xài có cái tầng này với cái sàn ở dưới à? Nhà tắm đâu phải là nhất thiết mà phải lót gạch bông. Nếu mình hiểu trong cái nhà tắm mình sẽ làm gì, mình uống champagne, mình uống Dom Pérignon, thì cái phòng tắm nó thành như là một cái phòng khách đi cũng được không? Một cái living room, có thể gọi là living bathroom đi. Tắm là lúc mình hưởng thụ. Yeah. Quan niệm là như vậy. Người Việt Nam mình bị cái là hiểu lầm giữa cái chuyện là toilet với restroom. Yeah. Cái restroom á là nó khác, cái toilet là nó khác. Yeah. Restroom nó bao hàm mọi thứ. Yeah. Và chỉ có những cái relax. Cho nên là nó chỉ có vậy thôi. Cho nên là người ta nghĩ là ô cái này là cái chỗ toilet thì nó phải xấu xí rồi. Có là cái toilet mà còn để kế bên bồn tắm, làm sao mà hiểu được cái phong cách sống. Không thư giãn được. Dạ, mình nằm mình thư giãn mà giờ cái mình cái toilet không thư giãn được. Không, nhiều khi là người ta không có diện tích, nhưng mà nếu mà như vậy thì thà không có cái bồn tắm. Đúng. Dạ, đúng. Dạ. Có thà không có mà không có. Không có nó phải. Nhưng mà những cái trường hợp này là không phải không có diện tích mà tại vì không biết. Không hiểu đâu, không hiểu vậy. Rồi cứ xác cái bồn cầu kế bên rồi tưởng ngay cái phòng xí, cái phòng vệ sinh đúng không ta? Cái gì vậy? Baccarat mà treo trên một cái bồn tắm, các bạn thấy không? Rất là lộng lẫy. Có thể nếu mình nằm ở trong đây không có gì mà tôn vinh mình hơn, sướng hơn nữa mình nằm dưới một cái đèn Baccarat. Và đặc biệt nhất là cái bồn tắm này không biết nó nặng bao nhiêu kilo. Lúc mà đem cái bồn tắm này là phải thuê một cái cần cẩu, nó phải chuyển từ ở ngoài cửa sổ và chuyển vô đây. Không biết bữa đó là chắc cũng phải là 6-7 người mới bưng cái bồn tắm này để vô vị trí này. Mà các bạn thấy mỗi công sức bỏ ra rất là đáng. Vì cái bồn tắm này Thái Công rất rất là thích. Và gần như ngày nào cũng dùng cái bồn tắm này để thư giãn. We'll be right back.
Băng đến nhà Thái Công á, thấy những cái labo này Di Băng rất là thích. Và dĩ nhiên Thái Công sẽ dùng những cái sản phẩm này cho villa của Di Băng. Cũng như cái kiến này, cái labo này nó là đi chung một công ty của bên Ý sản xuất. Thái Công nhập nguyên cái này về đây. Bởi vì những mấy cái chi tiết gia công này nó rất là đặc biệt, nó rất là tinh tế. Các bạn thấy trong thiết kế của Thái Công á, là phòng vệ sinh với cái bồn tắm với labo lúc nào nó cũng phải tách ra hết. Bởi vậy cái phòng vệ sinh của Thái Công nó có một cánh cửa ngay cái chỗ này, và mình mở ra và mình vô đây là vô cái phòng vệ sinh. Hả? Trời ơi là trời ơi. Trời ơi, lỏng luôn. Đẹp đó. Đẹp không? Đẹp quá đẹp. Cái này là coi như là còn cái đồ sách dơ á, giúp việc là mai chị lấy cái đó sách xuống luôn. Cái này là để quần áo dơ, nơi gọi là steam bag, thì du lịch Thái Công cũng đem theo. Và khi Thái Công mặc đồ dơ máng ở đây là giúp việc sẽ xách nguyên cái này xuống chỗ máy giặt và giặt và treo lên đây lại. Và cái cửa bên đây á, mình mở ra thì đây là một cái phòng tắm đứng. Thì trước đây á, là cái khu vực này là có hai cái labo trong đây luôn, và đây là một cái bồn cầu và bên đây tắm đứng. Thì Thái Công mới di chuyển hai cái labo qua cái chỗ mà trước đó là cái đầu giường, mà đó thành hai cái labo. Còn cái phòng này chỉ còn cái phòng vệ sinh, mình tách thêm một cái bức tường chính giữa nữa. Thì cái phòng vệ sinh thật sự nó rất là rộng. Và Thái Công ốp luôn gỗ Makasa, trên đó có giấy dán tường và bồn cầu tự động, rất là sạch sẽ. Còn cái tắm đứng ở đây bây giờ nó rất là bự luôn, vì trước đây là cái phòng này có hai cái labo nữa mà. Bởi vậy các bạn thấy không, nó không có cái vấn đề. Tất cả là một cái thử thách. Nếu mà chúng ta mà giải quyết được thì mỗi không gian nó không chỉ đẹp mà nó còn sang trọng và rất là tiện nghi. Nãy giờ Di Băng chưa vô nhà bếp đúng không? Đây nhà bếp này. Đó. Nhà bếp anh mà bật bếp nhỏ mà làm cái bếp thoáng và rộng ha. Đúng không? Dạ. Cái rộng, rộng không? Nhưng mà trong đây là có sẵn hết nha. Ví dụ anh rất là gọn lắm nha. Trong đây là bên đây là dao nĩa và đũa và hết bài. Mấy cái nĩa này cũng nó phải dậy nó mới ra cái chất. Dạ. Chất cái này sang. Là của Samsung. Samsung tủ lạnh. Ở bên đây cũng có cái đồ chén dĩa kêu khác. Cái diễn này là chỉ ăn ở ngoài vườn thôi. Có là anh chỉ ăn như anh cùm chiên trái thơm. Có trái thơm luôn. Cùm chiên trái thơm. Yeah. Thì Thái Công với Huy rất là ít nấu ăn ở nhà. Hầu như là không. Dạ. Yeah. Nhưng mà mình nấu ăn á là mình nó hôi hết cả nhà luôn. Bởi Thái Công với Huy rất là kỹ cái mùi đồ ăn ở trong nhà. Không biết cái kinh nghiệm mà mình sống nhà mà có cái bếp mỡ này nè. Anh thấy không? Mình mới thấy được là nó có nhiều cái thứ nó bất tiện lắm. Vì nhà mình cũng có giúp việc nữa. Thí dụ mình ăn xong cái mình qua bên kia mình ngồi mình xem TV thì bắt đầu giúp việc ở đây mới rửa chén. Vậy cái công trình mà cái spa apartment á là mình mới tạo ra một cái nhà bếp riêng. Mà cái phòng ăn là mình có thêm cái cửa kéo nữa. Thí dụ nhà ăn xong rồi thì kéo cái cửa lại và vào phòng khách ngồi. Thì giúp việc ở đằng sau, dọn dẹp ở đằng sau chỗ bạn hết, quá tiện. Đa số là tất cả những cái công trình mà em thấy anh tư vấn cho khách hàng mà làm bếp đóng á, thì khách hàng nào khi mà vô sử dụng rồi cũng đều rất là thích. Yeah. Từ cái công trình ở Ba Son hay là ở bên Spa Apartment thì tại vì nó quá là tiện dụng. Yeah. Và em thấy là nó sạch sẽ, thật sự. Anh thấy ở Việt Nam ai cũng có giúp việc và quản gia ở nhà, biết không? Yeah. Bên người ta có người rửa chén, người ta lau chùi. Ở bên nước ngoài mà người nào mà phải có một cái gia tài chắc lớn lắm luôn, phải là chủ hãng này kia mới có một cái ngôi nhà mà phải có bách là về nhà ở 24/24 với mình. Yeah. Bởi vì cái không gian ở Việt Nam anh thấy cho người giàu có nó phải khác biệt hơn những cái không gian bằng những cái người bình thường sống. Tại vì người ta phải có cần một cái sự riêng tư yên tĩnh. Và như em thấy khi mà mỗi lần nhà mình có tiền mà đằng sau mình có một cái khu vực bếp ướt ở đây á. Yeah. Thì em thấy cũng khá là tiện. Yeah. Cái cửa này, cái đường này anh thấy rất là quan trọng cho cái ngôi nhà của mình. Vì cái chỗ này là đi đằng sau lưng luôn cái nhà của mình. Và tất cả bưng đồ ăn, bưng rác là đi vô cái đường này hết.
Dạ, nên là mỗi lần khi mà có tiệc ở đây thì em thấy nếu mà nhân viên vào đây giúp mình đồ ăn rồi đó thì đi vào cái đường này em thấy rất là gọn và không có bị phiền đến mọi người. Bởi vì cái cửa này anh thấy nó super super quan trọng. Vì cái điều này anh cũng thiết kế cho nhà Di Băng cũng có một cái cửa cho riêng cho giúp việc vô. Dạ. Và Park Villa mình cũng có một cửa riêng vô luôn. Và còn cái mấy căn hộ nhỏ mà mình còn tạo thêm một cái hành lang nhỏ nữa. Dạ. Đó, cái đó là một cái mà khách hàng vào ai cũng ngạc nhiên. Rồi bữa em thấy anh với anh Vũ nấu ăn ngon không? Ngon. Em với Di Băng thì không biết nấu ăn nhưng mà em thấy anh Vũ phụ anh là làm một cái món ăn thấy ngon. Và quan trọng nhất là thấy vui nữa. So, ai phụ anh nấu ăn? Hay là anh Vũ với Thái Công nấu đi. Được chưa anh? Chỗ nấu ăn mà đẹp trai quá vậy. Nó còn sống ơi. Oh my god. Nó còn sống, nó còn bò. Oh wow. Em có làm thế nào chưa Vũ? Em thấy người ta làm nhưng mà thôi giờ mình cứ thử đi. Để nằm xuống nhìn. Úp xuống ha. Úp xuống nhà đó. Rồi. Mỗi người nửa con đó, thêm một con nữa. Được luôn. Ok. Không, cái này là chừng nào mình ăn mình mới nấu. Cái này mình không nấu trước ăn được. Nó không có ngon. Không ngon. Cái này nãy giờ mình đi vòng vòng mà mình bây giờ bắt đầu mà ăn là hết ngon luôn. Bây giờ anh chế rượu lên. Có khói. Có mùi thơm. Dạ, có mùi thơm đúng không? Rồi. Cái đồ anh thấy không? Mấy cái đồ anh thấy. Nếu mà anh ơi thơm quá. Thơm quá. Em đói bụng quá. Đó thì chỉ là kéo cũng được hết, hết rồi mình có lấy ra hết. Để cho mấy người cứ ăn khỏi cần cột. Ủa là lột sẵn luôn anh? Ờ. Không phải mất công giơ tay. Chứ đi ăn rồi chứ ăn. Đầm bếp dễ thương quá à. Dính quần áo á. Thấy ngon không Bố? Với cái thử thách là mình hợp với nhau không á là mình nấu ăn chung một lần. Chứ coi mình có cãi lộn không á. Có nhiều nấu ăn với nhau hay triết lý cãi lộn đó mà. Muốn qua đi giờ cái không? Đi. Nghe cái mùi hấp dẫn. Thôi anh Vũ bây giờ ngay mốt là học món này được rồi đó, muốn làm thì đi băng. Khưa. Hai con tôm hùm. Trời ơi, rất là tiêu nhiều đấy, tiêu nhiều đấy nha. Sao mình thấy anh làm hả? Em với anh nãy giờ làm giỏi lắm luôn. Thủ thôi. Nhưng mà giờ biết cách rồi. Cho Vũ bỏ spaghetti vô. Rồi. Xong. Thấy chưa? Phối hợp nhịp nhàng nè. Wow. Hấp dẫn vậy. Quá dữ luôn. Hấp dẫn. Thêm mấy cái miếng thịt gì đâu đây nhỉ? Được không? Rồi. Ngon. Anh muốn ít thì ha, rồi mình ăn dạ, múc thêm. Dạ, ăn múc thêm. Vậy đi. Dạ, anh thấy con bật mí cho anh là Huy ăn lạc lạc. À, dạ. Tôi sợ cho mặn quá. Dạ, anh em hả? Thì anh với Thái Công anh em. Nhưng mà chủ động em lạc xíu. Cheers. Ồ, mình cũng bằng coca hả? Ồ, không được đâu. Chắc mình thấy cũng bằng champagne đúng không? Em biết tập hôm nay là tập này là tập cuối cùng của năm 2021. Chắc là mình phải cũng bằng champagne. Và cái dịp này thì chắc Thái Công với Huy cảm ơn tất cả khán giả của mình. Dạ. Theo dõi năm vừa qua cũng rất rất là nhiều phim. Và cũng cảm ơn team media của mình quay rất là nhiều phim để cho khán giả mình xem. Thật sự là năm vừa qua là một cái năm rất là đáng nhớ cho tất cả mọi người. Có rất là nhiều những cái cảm xúc và rất là nhiều giai đoạn mình phải dừng hết tất cả. Và nhưng mà hy vọng là năm mới là mọi người sẽ có nhiều thật nhiều năng lượng để mình tiếp tục cái công việc và cuộc sống. Yeah. So, các bạn thấy cuộc sống chúng ta có nhiều khía cạnh để nhìn và
cuộc sống của Thái Công với Huy lúc nào chúng ta cũng cũng tìm cái khía cạnh nào mà nhìn cho cái cuộc sống nó tích cực hơn, mình phát triển hơn. Dạ, và khi mà mình trong cái con người của mình cảm thấy vui vẻ thì mình mới đem được cái niềm vui đó đến cho mọi người. Đúng là điều đó, mình sống trong không gian đẹp mình mới đem một cái vẻ đẹp cho người khác được. Dạ. Và năm qua là một cái năm mà công ty Thái Công được nhận rất là nhiều sự ủng hộ của tất cả mọi người trên từng những cái thước phim, và hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ kênh và sẽ còn rất là nhiều những cái công trình hấp dẫn đang chờ đợi. So, vậy là mình uống một ly champagne và chúc các bạn năm mới. Dạ. Wow. So, còn chỉ còn vài ngày nữa là năm 2022. Em có ước mộng, ước mơ gì không? Em cũng không có ước mơ gì, chỉ có là trong năm mới thì chúc mọi người sẽ thật nhiều sức khỏe và có một cuộc sống bình yên. Happy New Year everyone. Thank you for support Thái Công. Thank you for watching and bye bye. Bye bye. Hẹn gặp lại năm sau. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Rộn ràng ha, cũng nghe nghe giống nhắn tin. Cái biến tụng nghe đã nhỉ. Trả lời bài không đã nhỉ. Em như nhắn tin chứ bộ. Oh. Tại vì cái này nó không có lặng. Cái chuông. Cái chuông này luôn.